quá nghèo. Từ cái nghèo đó, mình mới có cái tấm gương là khi mình rời khỏi cái trường quốc học, mình làm sao mà cho nó khá lên, về lại quê hương và cứu mang những người nghèo. Đã hơn 45 năm, cứu mang người nghèo được ông Hồ Đề xem như một sự nghiệp của mình. Căn nhà trọ rộng 120m2 nằm trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, từ nhiều năm nay đã trở thành chỗ che mưa, che nắng cho hàng trăm người nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông đã có tất cả mọi thứ, một cuộc sống sung túc, một tổ ấm trọn vẹn đến từ sự thành đạt, hiếu thảo của con cháu. Nhưng điều ông trăn trở nhất là cái sự nghiệp từ thiện của ông sẽ ra sao nếu một mai ông đi về bên kia thế giới. Và một tờ di chúc đặc biệt đã ra đời. Nếu mà mình đi chết đi thì có làm từ thiện được nữa không? Thì câu đó mình trả lời là được, bằng cách là làm hai cái tờ di chúc. Sau 60m2 này, sinh viên nghèo đến đây có chỗ ở miễn phí mà đi học. Cũng 60m2 mà phía đằng sau để lại cho con cháu hiệu sự. Nhưng mà quan trọng là trích 40% để làm công tác khuyến học. Ai mà tốt nghiệp đại học là được thưởng 20 triệu. Ai mà tốt nghiệp thạc sĩ được thưởng 40 triệu. Ai đỗ tiến sĩ là 100 triệu. Ngôi nhà đã từng được hỏi mua với giá 12 tỷ đồng nhưng ông vẫn không bán. Thay vào đó nó được chia thành 24 phòng, trở thành nơi dừng chân cho người nghèo. Giá thuê chỉ bằng 1/3 nơi khác, nhưng nếu hoàn cảnh khó khăn thì miễn phí hoàn toàn. Thậm chí ông còn thành lập quỹ cứu kẹt, sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp. Người ta nghèo ta không trả được thì cả trường hợp đó đáng cho là mình cho luôn. Cho nên quỹ cứu kẹt tổng kết hôm nay đó thì nó có cả 100 triệu không đòi lại. Làm cái việc này không phải là để được khen, mà mình cảm thấy nó mang cái hạnh phúc đến cho người nghèo là mình sướng vô cùng. Đi lên từ khó khăn, giờ ông Hồ Đề lại đem thành quả cả đời làm được thành điểm tựa cho những người khó khăn khác. Những căn phòng dù có phần tối tăm chật chội nhưng bên trong ánh đèn vẫn sáng để các sinh viên nghèo học tập, hay để những người chẳng may gặp hoạn nạn an tâm chữa bệnh, tìm kế sinh nhai.